nhắc lại một tí nữa cho những mấy đứa vào sau này. Nhắc đầu tiên mình phải nhớ về cao su Bunda nhá, C4H10 tất cả n lần thì đi từ buta 1,3 đen, được chưa? Đây nhá. Thế thứ hai là cao su thiên nhiên thì đi từ isoprene, được chưa? Thì phương trình thì nó tương tự như là cao su Bunda, thế nên là chúng mình không ghi lại. Ok, tiếp tục này. Đồng trùng hợp, đồng trùng hợp thì đầu tiên là mình phải nhớ về thằng bu cao su Bunda S. Cao su Bunda S là của buta 1,3 đen cộng styren. Cao su Bunda N là của buta 1,3 đen cộng acyron nitrin. Acyron nitrin là nhiều đứa không biết. Đây thì chúng mình ghi lại cho chúng ta nhìn. Đây, acyron nitrin chính là thằng này. CH2CHCN. Ok chưa? Đấy, thì tại sao là cao su Bunda N thì Bunda thì là đi từ buta 1,3 đen, còn N là do nó có thằng nitơ ở bên trong nhá. Tiếp tục này. Đấy là xong về cao su. Thế là cao su của chúng ta chỉ nhớ là cao su Buna, cao su thiên nhiên này, cao su Buna S và cao su Buna N. Đấy, có bốn cái để nhớ nhá. Giờ mình sang cái thằng về chất dẻo đi. Chất dẻo sang bên cạnh nhá. Chất dẻo của chúng ta thì có gì? Polyethylene, cái này là học lớp 11 đây, rất nhiều cháu quên này. Polyethylene này là màng mỏng này, túi đựng này. Đây, đây là ethylene nhá. Teflon là chảo chống dính. Đây, CF2 nối đôi CF2. Ok. Polyvinyl ancol là thủy phân là áo mắt từ polyvinyl acetate PVA nhá, PVA. Ok chưa? PS là polystyrene, polystyrene là anh này, được chưa? PP là polypropylene là đi từ propylene, PS là polystyrene đi từ styrene, được chưa? PMMA polybutylmethacrylate acrylate thủy tinh hữu cơ plexiglass. Đây, thằng này là thằng của ST lớp 12, rất quan trọng nhá, rất hay. Thì đây là thủy tinh hữu cơ, đấy chưa? Chúng ta chỉ cần nhớ nó đi từ poly, đi từ metin mesh acrylate nhá, thủy tinh hữu cơ. Ok, chào tất cả các bạn. PVC polyvinyl chloruro, phần kiến thức lớp 11 làm ống nước, được chưa? Đấy, da giả và làm gì? Ống nước này làm dây bọc của dây điện này. Thế thì những bạn nào, cái này là những bạn nam cần cần phải chú ý nhé. Những bạn nam cần phải cực kỳ chú ý, bởi vì là cái thằng này nó liên quan đến một cái ngành mà rất nhiều bạn nam học muốn học. Các em biết là ngành gì không? Đúng không? Đây là ngành, là ngành thợ sửa ống dẫn nước, thợ sửa điện nước nhá. Polyester nhá, polyester thì không có ghi trong sách giáo khoa nhưng mà thi đại học thì gần như năm nào cũng có, là đi từ axit terephthalic này, các cháu chớ này, những cái câu mà vận dụng cao về polymer rất hay có này. Axit terephthalic và ethylene glycol, đây là ethylene glycol, được chưa? Để nó tạo thành polyethylene terephthalate hay còn được gọi là terlapstan. Vì vậy nên là terlapstan chúng ta được thực hiện bằng phản ứng trùng ngưng nhá. Nhớ nhá. Terlapstan được thực hiện bằng phản ứng trùng ngưng, nhớ chưa? Ok, còn đồng trùng ngưng thì là đi thằng hexametylenediamin này, có hai thằng này là hay thi nhiều nhất này. Lapsan này và ni lông 6,6 hang này thay thi nhiều nhất, được chưa? Thằng là hexametylenediamin đớp nhau thằng axit anhydric để tạo thành ni lông 6,6, nhớ chưa? Đấy, hai thằng này hay thi nhiều nhất nhá. Đấy thì nhờ các bạn là thanh niên chăm học đang theo dõi video live stream này thì tag những cái bạn mà lười học hay là gà học chui vào đây nhá, để học nhá. Chúng ta có này, cuối cùng sang tơ này. Tơ là cái thằng mà được xác định là hỏi nhiều nhất trong phần polymer nhá. Tại sao? Tại vì nó cũng liên quan rất là nhiều đến cái phần mà thực tế hay là hiện tại chúng ta học, được chưa? Tơ thì có khả năng kéo thành sợi, để thì đấy là cái việc mà phân biệt nhé. Và tất cả những thằng mà có khả năng kéo thành sợi thì nó đều gọi là tơ, được chưa? Thì mình có này, tơ vinylic này, tơ nitron này, tơ nitrin này, tơ olon này, hay là len nhân tạo thì chung quy đều là thằng này, được chưa? Đấy, nitron này, nitrin này, olon này, len nhân tạo này, đấy thì đều đi từ CH2 nối đôi CHCN. Ok chưa? Đây là thực hiện bằng phản ứng này, là phản ứng trùng hợp nhé. Tiếp theo là đến polyamid. Polyamid thì nó được đi từ gì? Từ phương trình trùng ngưng. Đây. Đấy thì nó sẽ có hai thằng, một là thằng ni lông 6, một là thằng ni lông 7. Ni lông 6 là tơ capron đi từ 6 carbon này, 5 cộng 1 là 6. Ni lông 7, được chưa? Thì đi từ gì? Thì đi từ thằng có 7 carbon, 6 cộng 1 cộng 7, 7 carbon, được chưa? Ngoài ra thì thằng ni lông 6 thì còn có thể được phản ứng bằng phản ứng trùng hợp, nhìn thấy không? Đây caprolactam này, vòng kém bền này, trùng hợp tạo thành ni lông 6 hay tơ capron, được chưa? Đây là một vài cái chúng ta cần nhớ. Ok, tại vì là đây là cái cuốn sách của thầy nhá, tại vì đây là trong cuốn sách mà phải in nho nhỏ thì nó mới chui được vào cái chỗ phần cuối này, thế nên thì các em nghe chính. Còn là những bạn nào mà có sách thì mở sách ra, được chưa? Bây giờ chúng ta sẽ vào cái phần bài tập ngày hôm nay của chúng ta nhá. Nói là không tặng quà thôi chứ còn không tặng quà, nói vậy thôi đúng không? Nói vậy thôi đó nhá. Tơ nào sau đây thuộc loại tơ nhân tạo thì mình chỉ cần nhớ là tơ bán tổng hợp, tơ nhân tạo là tơ visco với tơ acetat, được chưa? Thế ở trong này mình có tơ cellulose acetat, vậy ở đây nó là tơ acetat, đây vậy nó là tơ nhân tạo, vậy đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án B. Ok luôn.
Tiếp tục nha, sang câu số 2. Câu số 2, tơ nào sau đây thuộc loại tơ nhân tạo? Câu số 2, tơ nào sau đây thuộc loại tơ nhân tạo? Ở lại là một cái câu hỏi lại như vừa nãy đúng không? Tơ nào sau đây thuộc loại tơ nhân tạo hay là tơ bán tổng hợp đúng không? Thế thì tương tự mình có này, tơ ni lông 6 này là tơ tổng hợp. Tơ tằm cái tên nó lên tất cả là tơ thiên nhiên, đúng chưa? Tơ ni lông 6,6 này là tơ tổng hợp. Vậy chỉ có tơ visco này là tơ bán tổng hợp hay là tơ nhân tạo? Ok, đáp án đúng, đáp án D. Và chúng ta nhìn thấy ở đây là có hai cái câu đều là đề thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2019, đúng không? Đều hỏi hai phần rất là dễ. Vì vậy nên chúng ta cần nhớ cái chú ý này của chúng mình thôi. Chỉ cần nhớ cái chú ý này của chúng mình thôi là thành công nhá. Tiếp tục sang câu số 3. Sang câu số 3. Tơ nào sau đây thuộc loại tơ tổng hợp? Câu số 3. Tơ nào sau đây thuộc loại tơ tổng hợp? À thế tơ tổng hợp nó không phải là tơ nhân tạo mà nó cũng không phải là tơ thiên nhiên, được chưa? Tơ tổng hợp thì nó không phải là tơ nhân tạo mà nó cũng không được phải là tơ thiên nhiên. Vậy mình có này, tơ tằm của mình là tơ thiên nhiên, được chưa? Tơ tằm của mình là tơ thiên nhiên, được chưa? Tiếp tục này, cellulose acetate chúng ta vừa mới làm ở bên trên luôn, nó là tơ bán tổng hợp hay còn được gọi là tơ nhân tạo nhá. Anh này là tơ nhân tạo. Ok, các cháu hiểu chưa? Tiếp tục này, visco ni lông 6,6. Đề bài hỏi là tơ tổng hợp. Thế tơ visco thì mình vừa mới viết xong, đúng không? Nó là tơ nhân tạo, đúng không? Nhân tạo. Vậy mình có tơ tổng hợp của mình là tơ ni lông 6,6. Ok. Ni lông 6,6, đáp án đúng, đáp án D. Ok nhá. Khóa tổng ôn ở đây là chú Binh là tổng ôn là các chuyên đề lớp 11 và lớp 12 nhá. Khóa tổng ôn là ở đây là ôn về các chuyên đề lớp 11 và lớp 12 nhá. Ok, các cháu chú ý nhá. Câu số 4, tơ nào sau đây thuộc loại tơ tổng hợp đấy. Ui, hỏi liên tục thế này thì ngon lành cành đào quá đấy. Thấy không? Chỉ cần nhớ một cái chú ý của chú Binh là ngon. Đấy, đây này, tơ tổng hợp. Đúng không? Tơ tổng hợp thì ngay lập tức ta có gì nhỉ? Mình bỏ là tơ tằm là tơ thiên nhiên. Tơ tằm tơ thiên nhiên bỏ. Đúng không? Dễ ở nọt. Làm như này thì băng băng về đích à? Được chưa? Tiếp tục nhá. Tơ visco là tơ bán tổng hợp đúng không? Visco đây, nhân tạo bán tổng hợp, bỏ nốt. Đúng rồi. Đây là nhân tạo này. Tiếp tục cellulose acetate là tơ nhân tạo bán tổng hợp, bỏ nốt nhân tạo này. Ok. Vậy là mình chỉ có gì? Tơ tổng hợp là B, tơ capron. Capron hay còn được gọi là ni lông 6 nhá. Capron hay còn được gọi là ni lông 6, các cháu nhớ chưa? Dễ lắm, dễ ở nọt. Đúng không? Dễ như húp cháo. Đấy, mình sang câu số 5. Trùng hợp vinil clorua thì thu được polymer có tên gọi là. Cái này thì chỉ những đứa nào không học lớp 11 thì sợ thôi. Thế nên là chú Bình có cái chuỗi này, chuỗi chuỗi dạy về lớp 11 đấy, các cháu chú ý nhá. Còn trùng hợp vinil clorua thu được polymer có tên gọi là, thì mình nhớ này, vinil clorua mình viết được ra cái thằng vinil clorua, mình biết vinil clorua là gì. Thì đây, vinil clorua đây, CH2 nối đôi CHCl. Được chưa? Vậy trùng hợp này thì mình có là nhiệt độ, áp suất, xúc tác, được chưa? Thì nó sẽ tạo thành CH2 CHCl tất cả n lần. Ok chưa? CH2 CHCl tất cả n lần. Vậy anh này được gọi là vinil clorua. Vinil clorua thì cái thằng này nó được gọi là poly vinil clorua. Được chưa? Polyvinyl clorua. Vậy ở đây chắc chắn ta có thu được polymer khi trùng hợp nó, thì ta thu được polymer là polyvinyl clorua. Đáp án đúng của chúng ta là đáp án A các cháu nhá. Đáp án đúng của chúng ta là đáp án A. Dễ không? Thế tiếp tục này, sang câu số 6 này. Câu số 6 này là nối tiếp của câu số 5 này. Khi nhựa PVC cháy ra, thực ra polyvinyl clorua nếu chúng ta viết tắt thì nó chính là PVC ạ. PVC. PVC chính là polyvinyl clorua. Vậy khi nhựa PVC cháy sinh ra nhiều khí độc, trong đó có khí X. Biết khí X tác dụng với AgNO3 thu được kết tủa trắng. Thế mình có là polyvinyl clorua cháy nhá. Polyvinyl clorua cháy CH2 này, CHCl này. Tất cả N lần mà cháy là cộng với oxy thì mình thu được CO2 cộng với H2O cộng với lại HCl đúng không ạ? Thế thì bây giờ trong ba thằng này thì thằng nào tác dụng được với AgNO3? Thế thì để tác dụng với AgNO3 thì chỉ có HCl thôi. HCl và tác dụng với AgNO3 thì ta sẽ thu được kết tủa AgCl. Được chưa? Kết tủa AgCl chúng ta là kết tủa màu trắng. Vậy mình suy ra công thức của khí X của mình chỉ có thể là HCl. Được chưa? Vậy đáp án đúng của chúng ta đó là đáp án B. Đáp án đúng chúng ta là đáp án B. Dễ. Ui, toàn phần lý thuyết dễ ẩn ợt này, dễ như húp cháo các cháu nhỉ. Trùng hợp propylen thì thu được polymer. Nào, câu số 7 này. Trùng hợp propylen thì thu được polymer có tên gọi là gì? Trùng hợp propylen nhá, đề bài bảo là trùng hợp nhá. Thế thì trùng hợp là, ở đây chúng mình nhắc lại cho các cháu là trùng hợp là gì? Trùng hợp là khi mà nhiều cái chất nhá giống nhau, được chưa? Nhiều cái chất giống nhau, có cấu trúc giống nhau mà kết hợp lại với nhau để tạo thành một đại phân tử. Vậy ở đây mình có này, propylen này. CH2 nối đôi CH CH3 này.
nhiệt độ này, áp suất này, xúc tác này, để tạo thành CH2 này, CH này, CH3 này, tất cả N lần này. Đây là viết phương trình cho các cháu nhớ thôi, chứ còn thực ra thì chúng ta cũng không cần phải viết phương trình, đúng không? Anh này tên gọi là propylene, thì anh này sẽ có tên gọi là polypropylene. Ok chưa? Polypropylene, vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án A nhá, chính xác nhá, 7A. Chúng mình thấy có rất nhiều cháu làm đúng đấy, rất tốt luôn. Và mình sang câu tiếp nhá. Mình sang câu tiếp nhá. Phần này dễ thôi mà. Ở đây chúng ta làm cái phần về polymer thì chúng ta làm sao cho ông ta làm ngon lành cành đào là ấm, đúng không? Mình sang câu số 8 này. Polymer nào sau đây được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng? Thế này chúng mình phải nhắc lại tí lý thuyết cho các cháu nhớ. Thế thì các cháu nhớ là phản ứng trùng ngưng, điều kiện để xảy ra phản ứng trùng ngưng nhá. Điều kiện để xảy ra phản ứng trùng ngưng. Xảy ra phản ứng trùng ngưng. Điều kiện để xảy ra phản ứng trùng ngưng là có gì nhỉ? Nhóm NH2 này, nhóm COOH này, hoặc là nhóm OH, đúng không? Một trong ba cái trường hợp này. Nhưng đấy là chúng ta phải thuộc lý thuyết. Còn đứa nào mà có quyển sách của chúng mình ấy thì câu chuyện nó rất là đơn giản đó các cháu ạ. Đây, trong quyển sách này chúng ta biết ngay là thằng nào trùng ngưng. Đây, trùng ngưng này chúng mình vừa mới ghi thêm này. Trùng ngưng này, trùng ngưng mình có thằng nào? Đây, polyethylene terephthalate và ni lông 6,6. Đúng chưa? Với lại gì? Ni lông 6 này, ni lông 7 này. Được chưa? Nhìn nhá, ni lông 6, ni lông 7, polyethylene terephthalate và ni lông 6,6 ở trong quyển sách hữu cơ của chúng mình ghi vậy và có phương trình như vậy. Vậy thì ngay tức đập vào mắt chúng ta là polyethylene terephthalate, đúng chưa? Đấy, đáp án đúng của chúng ta là đáp án A các cháu nhé. Đây phương trình của nó đấy. Nhìn đúng chưa? Đây đúng này, nó có hai nhóm COH, hai nhóm OH. Thế đúng là trùng ngưng rồi. Được chưa? Đây tạo thành polyethylene terephthalate nhá. Ngon lành cành đào, ngon như húp cháo đúng không? Đấy, có quyển sách này nó khác biệt luôn. Nào mình sang cái câu tiếp theo, câu số 9. Câu tiếp theo, câu số 9. Tơ nào sau đây thuộc loại tơ thiên nhiên? Thường là những cái tơ thiên nhiên là cái tên là nói lên tất cả rồi. Đọc cái tên phát là mình biết ngay nhá. Với cái vấn đề là tơ thiên nhiên ở trong đề thi Trung học phổ thông quốc gia 2017 thì các cháu nhìn thấy là với các đề thi Trung học phổ thông quốc gia thì nó có độ lặp đi lặp lại rất là cao, đúng không? Tơ nào sau đây thuộc loại tơ thiên nhiên thì mình nhìn phát mình biết ngay là thằng tơ tằm. Đáp án đúng là đáp án B, bò. Rất là dễ. Chúng mình dạy như vậy thì có nhanh quá không các cháu? Chúng mình dạy như vậy có nhanh quá không? Đấy nhá, polyethylene thì được điều chế từ phản ứng trùng hợp thằng nào? Thì polyethylene thì phải đi từ ethylene, thì thằng này là ethylene đây, là đáp án đúng của chúng ta là đáp án A luôn nhá. Ok. Nào câu số 11 này. Câu số 11, polymer nào sau đây có cấu trúc mạch phân nhánh? Polymer nào sau đây có cấu trúc mạch phân nhánh thì cái chỗ này là nó phải hỏi về là cái phần mà mạch miếc của bọn polymer. Mà khi mà hỏi về mạch miếc của polymer ấy nhá, khi mà hỏi về kiến thức mạch miếc thì chúng ta phải phân biệt là cái phân nhánh và phân và không phân nhánh của polymer nó như thế nào nhá. Rất nhiều đứa là nó không biết cách cái phân loại đấy. Thì ở đây chúng mình nhắc cho các cháu một tí là ở đây mình có là amylose là không phân nhánh, còn amylopectin thì là phân nhánh. Thì cái này được nói ở đâu? Thì cái này nó được nói ở trong cái phần hữu cơ nhá. Cái này nó được nói ở trong phần hữu cơ mà tổng hợp về bọn tinh bột, được chưa? Thế ở đây chúng mình có này, tinh bột thì ở trong này chúng mình có ghi luôn này. Tinh bột thì chúng mình đã có ghi luôn rồi. Đây các cháu nhìn kỹ nhé. Ở bên trong quyển sách hữu cơ của chúng mình, phần tinh bột chúng mình ghi rất kỹ. Đây. Amylopectin này, nhìn rõ không? Dạng lò xo phân nhánh. Amylose dạng lò xo không phân nhánh, nhìn rõ chưa? Vậy thì hoàn toàn ở đây mình sẽ có chọn ngay là polymer có cấu trúc mạch phân nhánh để bài hỏi phân nhánh là amylopectin, không chạch đi đâu được. Không chạch phát nào được. Đúng không? Mình sang câu tiếp theo nhá, câu số 12. Câu tiếp theo câu số 12. Polymer nào sau đây được tổng hợp bằng phản ứng trùng hợp? Polymer nào sau đây được tổng hợp bằng phản ứng trùng hợp? Thế thì ở đây chúng ta có này, chúng ta nhìn nhá, được tổng hợp bằng phản ứng trùng hợp thì nhìn này, phải nhìn thật kỹ vào đây. Ta có những cái bọn về bọn chất dẻo này, nhìn bọn chất dẻo này thì các cháu nhìn thấy thằng polyvinyl clorua chưa? Nhìn thấy thằng polyvinyl clorua cơ, CH2 nối đôi CHCl để tạo thành CH2CHCl, nhìn rõ chưa? Đấy, thì thằng này đúng là trùng hợp không? Đấy, nhìn thấy không? Có nối đôi CC. Vậy là chắc chắn là thằng polyvinyl clorua. Ui, cuộc đời thật là dễ. Còn nếu mà không thì các cháu cũng nhìn vào cái phần đó thì các cháu cũng biết là vậy thì ni lông 6,6 là đi từ trùng ngưng, đúng nhá. Polyethylene terephthalate là cũng đi từ trùng ngưng, được chưa? Polysaccharide thì chẳng có trùng gì hết, trồng cây. Trồng cây mía. Nào, câu 13. Câu 13. Đấy các cháu nhìn thấy các cái đề thi Trung học phổ thông quốc gia có độ lặp lại rất là cao. Ví dụ như câu 13 lại hỏi này. Trung học phổ thông quốc gia năm 2016, PVC là chất rắn vô định hình, cách điện tốt, bền với axit, được dùng làm vật liệu cách điện, ống dẫn nước, vải che mưa.
PVC được tổng hợp trực tiếp từ monomer nào sau đây. Lúc nãy chú Bình đã nói rồi, những cái chàng thanh niên nào mà muốn làm thợ sửa ống nước thì phải học thật kỹ anh này, đúng chưa? Bởi anh này nó sẽ là công việc chúng ta. Anh này thì được sử dụng rất là nhiều trong để làm ống nước này cũng như là dây điện nhá. Thì mình có PVC thì đi từ vinyl chlorua. Đây, PVC đây, mình vừa mới chỉ xong. Đây. PVC polyvinyl chlorua thì đi đúng là đi từ vinyl chlorua gì nữa, đúng chưa? Làm ống nước ra giả nhá. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án à, rất là dễ dàng. Câu số 14. Polymer thiên nhiên X được sinh ra trong quá trình quang hợp của cây xanh. Polymer thiên nhiên X được sinh ra trong quá trình quang hợp của cây xanh. Ở nhiệt độ thường thì X tạo với dung dịch iốt hợp chất có màu xanh tím. Polymer X là, lưu ý này, polymer X được sinh ra trong quá trình quang hợp cây xanh nhé. Quang hợp của cây xanh ạ. Lưu ý ở đây là quang hợp của cây xanh ạ. Thế thì quang hợp của cây xanh là phản phương trình phản ứng như thế nào ạ? NCO2 cộng với lại N nước để tạo thành C6H10O5, tất cả N lần cộng oxy ạ. Được chưa? Vậy thì polymer này là thằng nào? Tinh bột. Bởi vì ở đây chúng ta lại càng khẳng định thêm một cái là tinh bột này là gì? Ở nhiệt độ thường X tạo với iốt hợp chất có màu xanh tím. Được chưa? Tạo với iốt hợp chất có màu xanh tím thì chỉ có thể là tinh bột bột mà thôi ạ. Đáp án đúng chúng ta là đáp án A. Được chưa? Đáp án đúng chúng ta là đáp án A, các cháu chú ý nhá. Nào, mình sang câu tiếp theo, câu số 15. Câu số 15, đây trong đề minh họa Trung học phổ thông quốc gia năm 2015 đây. À, khi nói về protein thì phát biểu nào sau đây là sai? Khi nói về protein thì phát biểu nào sau đây là sai? Protein có phản ứng màu bí ở đây. Đúng, đúng không? Đây, chúng mình phải mở lại cái phần về protein cho chúng ta nhìn nhé. Chúng ta phải đọc lại về protein ở bên trong sách thì chúng ta mới nắm được, không là toang. Được chưa? Toang thực sự đấy. Ở đây chúng ta có này. Ở đây chúng mình có ghi rất kỹ về thằng protein để cho các cháu nhìn. Được chưa? Ở trong này chúng ta có này. À, protein đây. Nhìn nhé. Protein là những polypeptide cao phân tử. Nhìn kỹ. Được chưa? Có phân tử khối này. Từ vài chục nghìn đến vài triệu. Đóng vai trò là nền tảng cấu trúc chức năng của mọi cơ thể sống này. Được chia thành hai loại. Cái này hay thi này. Protein đơn giản được tạo thành từ các gốc alpha amino acid. Chỉ được tạo thành từ các gốc alpha amino acid. Các cháu nhớ nhé. Protein đơn giản là chỉ được tạo thành từ các gốc alpha amino acid. Nhìn rõ chưa? Tiếp tục này. Tiếp tục này. Mình có này. Protein phức tạp là những protein tạo từ protein đơn giản cộng với thành phần phi protein như axit nucleic, lipid và carbohydrate. Được chưa? Đấy, các cháu phải chú ý đấy. Thế thì ở đây đề bài có nói này là protein là có phản ứng màu bi ở đây. Chính xác, tất cả mọi thằng protein đều có phản ứng màu bi ở đây. Tất cả các protein đều tan trong nước tạo thành dung dịch keo. Cái này sai. Tại sao? Ví dụ tóc của chúng ta là protein các cháu ạ. Tóc của chúng ta là protein. Thế thì bây giờ tóc của chúng ta thì có tan trong nước không ạ? Nếu tóc của chúng ta mà tan trong nước thì sau khi gội đầu xong tất cả chúng ta đều biến thành Nam Mô A Di Đà Phật hết, đúng không? Vậy sai là B. Ok, các cháu hiểu chưa? Rất là dễ thôi. Nó là những cái phần lập luận rất là đơn giản thôi. Mình có sang câu số 16. Câu số 16, chuyên vinh lần 1 năm 2019. Polymer nào sau đây được tổng hợp bằng phản ứng trùng ngưng? Ui, lại hỏi là polymer nào sau đây được tổng hợp bằng phản ứng gạch chân từ trùng ngưng nhé. Nhìn này. Polyester terlapstan trùng ngưng. Đây, lapstan trùng ngưng. Đúng chưa? Nylon 6,6 cũng là trùng ngưng bởi vì nó có từ đồng trùng ngưng nên nó cũng là trùng ngưng. Ngon lành cành đào chưa? Vậy là mình có này, trùng ngưng thì mình có này, lapsan này, nylon 6,6 này, nylon 6 này, nylon 7 này. Các cháu nhìn rõ chưa? Thế là xong. Vậy thì ở đây thì mình sẽ có là gì? Polymethyl mesh acrylate là toang nhá. Polyvinyl chlorua là toang nhá. Polybutadiene styrene toang nhá. Hexamethylene adipamide chính là nylon 6,6 ạ. Chính là nylon 6,6 ạ. Đấy, chuyên vinh nó luôn luôn chơi xoáy hay chơi khoắm như vậy. Vậy đáp án đúng của chúng ta nó phải là đáp án B. Bỏ các cháu nhé. Đáp án đúng chúng ta phải là đáp án B, bỏ. Chúng ta sang tiếp câu 17, chuyên vinh lần 3 năm 2019. Câu 17, chuyên vinh lần 3 năm 2019. Ui, vừa xong luôn. Polymer nào sau đây có cấu trúc mạch phân nhánh? Chúng mình vừa mới chữa xong. Đúng không? Polymer nào các cháu? Như ở trong quyển sách của chúng mình nói thì là polymer nào? Amylose là không phân nhánh, đúng chưa? Không nhánh. Vậy là toang. Được chưa? Tiếp tục này, polyethylene là không nhánh, toang. Cellulose là không nhánh, toang. Vậy là ở đây là có mạch phân nhánh là poly à, là amylopectin. Amylopectin nhá. Câu 18 đề minh họa năm 2015, chúng ta thấy chữ độ lặp đi lặp lại trong các đề minh họa này rất là kinh khủng. Câu 18 này, chất nào sau đây trùng hợp tạo ra PVC? Chất nào sau đây trùng hợp tạo ra PVC? Thế ở trong cuốn sách chúng mình có đây rồi đấy. PVC đây thì nó chính là polyvinyl chlorua thì đi từ vinyl chlorua các cháu nhé, đi từ vinyl chlorua. Vậy mình có nó đi từ vinyl chlorua thì vinyl chlorua là thằng này. Đáp án đúng là đáp án A. Đứa nào mà quên thì mở sách ra là biết, sách trang cuối cùng nhá.
Sang câu 19 này rồi. Câu 19 để bài hỏi số polymer tổng hợp. Số polymer tổng hợp, thế thì hỏi về polymer tổng hợp. Khi đề bài hỏi về polymer tổng hợp thì mình phải bỏ đi nhá. Mình phải bỏ đi những cái thằng là polymer bán tổng hợp và polymer thiên nhiên. Thế thì ngay lập tức mình có cellulose là thiên nhiên, bỏ. Được chưa? Bán tổng hợp thì có hai thằng nào thôi ạ. Bán tổng hợp thì có hai thằng nào như chúng mình nói đây. Bán tổng hợp thì có hai thằng nào thôi ạ. Đây. Bán tổng hợp này thì có tơ visco với lại tơ acetat thôi ạ. Được chưa? Vậy mình có này, mình bỏ ngay thằng 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 acetat đi. Đây, thằng acetat vớt. Được chưa? Thế vậy những thằng polymer tổng hợp còn lại những thằng nào nhỉ? Vinil clorua là một này. Capro-amid là hai này. Styren là ba này. Ni lông 6,6 là 4 này. Vậy mình sẽ có là tổng hợp là 4 thằng polymer tổng hợp. Đáp án đúng là đáp án D. 4 thằng polymer tổng hợp. Ok, sang câu 20 nha. Cho dãy các tơ sau. Số dãy thuộc loại tơ polyamid. Úi dồi ôi, câu này hay. Hay dễ sợ luôn. Số loại tơ thuộc loại poly nhưng mà nó lại hỏi là amid. Thế thì ở đây chúng ta phải hiểu là polyamid là những thằng nào. Đây, polyamid đây. Đây, nhìn kỹ đi ạ. Đây, polyamid đây. Đây, các cháu nhìn kỹ nhé. Đây này, polyamid này. Thì gồm có gì ạ? Ni lông 6, ni lông 7 ạ. Được chưa? Polyamid gồm có ni lông 6, ni lông 7 ạ. Được chưa? Có gì? Ni lông 6,6 ạ. Vậy là polyamid chúng ta có 3 loại nhé. Ni lông 6, ni lông 7 và ni lông 6,6. Ok chưa? Các cháu nhìn rõ chưa? Đây này, đề bài bảo đây này. Polyamid đây này. Ni lông 6, ni lông 7 và ni lông 6,6. Thế là xong rồi, đi có cái quyển này là mẹ định mệnh luôn. Vậy mình có nhá. Cellulose acetate là vứt, ni lông 6 hay còn được gọi là cáp rông, đúng không? Đây chính là ni lông 6 này. Nitron không phải polyamide ạ. Visco không ạ. Ni lông 6 ạ. Ni lông 6,6 ạ. Đúng chưa? Vậy số tơ trong dãy thuộc loại tơ polyamide là 1 2 3. Ba cháu nhá. Được chưa? Ba cháu nhá. Đáp án đúng là đáp án C. Ok. Tí có bài tập ở phía dưới trọng bằng nhá. Bài tập ở phía dưới. Câu 21. Nhưng mà cái phần mà chưa polymer thì đa số là phần lý thuyết. Phát biểu nào sau đây là sai? Đề bài hỏi chúng ta là phát biểu nào sau đây là sai? Ni lông 6,6 được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng. Úi giời, nhìn xem nào. Đây. Đây. Ni lông 6,6 đây được điều chế bằng phản ứng đồng trùng ngưng thì đôi khi mình cũng phải chấp nhận nó là trùng ngưng để xem nhé, xem là thằng nào sai nhất. Cao su lưu hóa có cấu trúc mạch không gian, cái này đúng. Cao su lưu hóa là cấu trúc mạch không gian là đúng rồi. Nitron được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng. Đây nhìn này, nitron đâu? Đây. Nitron này, nhìn anh này xem nào. Đây đi từ này, vinyl cyanua. Thằng này là trùng hợp chứ bởi vì nó có nối đôi CC ạ. Do nó có nối đôi CC nên nó là trùng hợp ạ. Bởi vì nó là trùng hợp thế nên là toang. Vậy là nitron được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng là sai. Nó phải được điều chế bằng phản ứng trùng hợp. Toang nhá. Vậy là sai là C. Đề bài hỏi chúng ta là câu nào sau đây sai. Đấy các cháu chú ý nhá. Các cháu phải thực sự chú ý ở phần này. Làm rất là dễ thôi. Đúng không? Cuộc sống đôi khi đến với chúng ta rất là đơn giản và dễ dàng. Câu 22. Câu 22. Phát biểu nào sau đây là đúng? Câu 22. Phát biểu nào sau đây là đúng? Polymethylmess acrylate được điều chế bằng phản ứng trùng hợp. Xem nào, đây này. Đây này. Polymethylmess acrylate đây. Có nối đôi CC đúng là trùng hợp thật. Nhìn thấy chưa? Đúng là trùng hợp thật các cháu ạ. Đấy, vậy là A đúng. Ở thế A đúng là xong rồi còn gì nữa? Đúng chưa? Phát biểu sau đây đúng này. Polymethylmess acrylate được điều chế bằng phản ứng trùng hợp đúng. Trùng hợp epsilon amino caproic thu được polyamide là sai, nó phải là trùng ngưng. Sai. Polyethylene terephthalate phải được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng, sai tiếp. Polyethylene phải được điều chế bằng phản ứng trùng hợp, sai nốt. Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án A, à, thấy không? Cuộc đời rất là dễ dàng, đúng không? Vấn đề là chúng ta có biết chọn cái con đường dễ dàng mà chúng ta đi hay không thôi. Mình sang câu tiếp theo nhá. Sang câu số 20. 3. Câu tiếp theo, mình sang câu tiếp theo là câu số 23. Phát biểu nào sau đây là đúng? Câu 23. Phát biểu nào sau đây là đúng? Amylose có cấu trúc mạch phân nhánh. Amylose có cấu trúc mạch phân nhánh sai. Chúng ta vừa mới mở sách ra, chúng ta kiểm tra ở cái quyển sách hữu cơ của chúng ta. Sách hữu cơ này, amylose, vậy là nó ở trong phần tinh bột này. Các cháu nhìn nhá, các cháu nhìn kỹ này. Đây, amylose, các cháu nhìn này. Amylose là không phân nhánh, amylopectin mới là phân nhánh. Nhìn rõ chưa? Vậy ở đây mình có nhá. Amylose có cấu trúc mạch phân nhánh là toa. Được chưa nào? Polyacrylonitrile
được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng. Đây, polyacrylonitrile đây. Đây, cháu này là polyacrylonitrile. Đây, polyacrylonitrile. Đây, các cháu nhìn không? Đây là polyacrylonitrile. Đây nhá. Thì được điều chế bằng phản ứng trùng hợp ạ. Trùng hợp chứ không phải trùng ngưng ạ. Nhìn kỹ vào phương trình là mình biết nó là trùng hợp ạ. Vậy là bỏ ngay nhá, bỏ ngay cái ý tưởng này lại. Polybutadien được dùng để sản xuất cao su buna. Đây. Ngon này canh đào luôn, nhìn nhá. Cao su buna đi từ buta 1,3DN. Trùng hợp, nhìn rõ chưa? Đấy, rất là dễ thôi. Vậy hoàn toàn mình có là polybutadien được dùng để sản xuất cao su buna là chính xác. Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án C. Ngon lành canh đào. Trung học phổ thông quốc gia 2019 đúng không? Có cuốn sách của chúng mình cần hết, cần tìm. Câu 24. Chuyên Vinh lần 3 năm 2019. Nhóm các vật liệu được chế tạo từ polymer trùng ngưng là. Nhóm các vật liệu được chế tạo từ polymer để yêu cầu đề bài bảo chúng ta là trùng ngưng nhá, các cháu nhớ nhá. Polymer trùng ngưng. Thế thì trùng ngưng thì chú Vinh bảo rồi. Đây nhìn đây. Trùng ngưng thì mình có những thằng nào nhỉ? Nylon 6 này, nylon 7 này, đúng không? Terlastan và nylon 6,6. Đấy, có 4 thằng là trùng ngưng. Được chưa? Vậy hoàn toàn mình có này, cao su là trùng hợp mình vừa làm xong. Đúng chưa? Thủy tinh Pelexi Glass cũng là trùng hợp, bỏ luôn. Vậy mình có này, trùng ngưng của mình là nylon 6,6 vừa nhắc xong. Nylon 6 đúng chưa? Vừa nhắc xong và Terlastan vừa nhắc xong. Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án C. Uầy, dễ ơn. Uầy, câu 25 này mới gọi là hay này. Trung học phổ thông quốc gia 2019. Câu 25. Trung học phổ thông quốc gia năm 2019. Câu 25. Cho các phát biểu sau. Cho các phát biểu sau. Mỡ lợn hoặc dầu dừa có thể dùng làm nguyên liệu để sản xuất xà phòng. Thực ra chính xác bởi vì nó chỉ cần là chất béo thôi. Đúng không? A được. Nước ép của quả nho chín có thể tham gia phản ứng tráng bạc. Nước ép của quả nho chín là glucose. Đúng không? Glu thì tráng bạc được. Chính xác. Trong tơ tằm có các gốc alpha amino acid. Trong tơ tằm thì có các gốc alpha amino acid. Chính xác bởi vì tơ tằm là protein mà. Protein đơn giản. Protein thì được tạo bởi từ các gốc alpha amino acid. Cứ protein thì có alpha amino acid thôi. Đúng tiếp này. Cao su lưu hóa có tính đàn hồi, lâu mòn và khó tan hơn cao su thường. Chính xác. Một số este có mùi thơm, được dùng làm chất tạo hương cho thực phẩm và mỹ phẩm. Chính xác, đúng chưa? Trong ứng dụng của este. Vậy mình có này, số phát biểu đúng là 1, 2, 3, 4, 5. 5 phát biểu đúng, đáp án đúng chúng ta là đáp án A các cháu nhé. Đáp án đúng chúng ta đáp án A. Ui, dễ ợt. Đi thi mà cứ có mấy cái câu về polymer như này thì ngon lành cành đào đúng không các cháu? Nào câu 26 này. Cho phát biểu sau. Ui mình sang toàn những phần đếm nhận định, nhìn phê không? Nhìn phê chưa? Vói rồi ôi, toàn phần này nhìn phê lác hết cả mắt. Thủy phân triolin thu được ethylene glycol. Sai, triolin chúng ta là chất béo thì thủy phân nó thì mình phải thu được glycerol ạ. Glycerol ạ. Sai nhá. Tinh bột bị thủy phân khi có xúc tác axit hoặc enzyme, chính xác nhá. Nó thủy phân trong xúc tác axit hoặc enzyme amylase trong miệng chúng ta. Đúng. Thủy phân vinyl format thu được hai sản phẩm đều phản ứng trắng bạc. Xem này, vinyl format này, CHCOO này, CH nối đôi CH2 này, thủy phân này. Thủy phân trong môi trường H cộng này thì mình thu được HCOOH đây, cộng với lại là CH3CHO, được chưa? Anh này có đầu HCO tráng bạc là một cháu này, được chưa? Đầu CHO tráng bạc là cháu thứ hai này. Vậy mình có là thu được hai cháu đều có tráng bạc, đúng chưa? Vậy thu được hai sản phẩm đều có phản ứng tráng bạc là chính xác, C đúng nhá. Ý D, trùng ngưng acid epsilon aminocaproic thu được polycaproamide đây. Trùng ngưng đây, acid epsilon aminocaproic đây. Đây đây là epsilon aminocaproic thì thu được tơ capron hay là thu được nylon 6. Chính xác luôn. Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án D, caproamid. E, chỉ dùng quỳ tím có thể phân biệt được ba dung dịch aniline, lysine hay acid glutamic. Chúng ta nhìn nhá. Alanin chúng ta là có một nhóm COH, một nhóm NH2. Lysine chúng ta sẽ có là hai nhóm NH2, một nhóm COH. Còn acid glutamic của chúng ta thì có hai nhóm COH, một nhóm NH2. Tại sao phải tìm như vậy? Bởi vì nó liên quan đến cho quỳ vào. Khi chú Binh cho quỳ tím vào đây, được chưa? Thì alanin do có một nhóm COH và một nhóm NH2 thì quỳ tím không đổi màu. Lysine do có số nhóm NH2 ba giờ lớn hơn số nhóm acid, đúng chưa? Vậy nó làm quỳ chuyển thành máu xanh. Acid glutamic thì có hai nhóm COH, một nhóm NH2, vậy số nhóm acid lớn hơn số nhóm ba giờ, vậy nó làm quỳ chuyển thành máu đỏ. Vậy dùng quỳ nhận biết được hết. E đúng. Phenylamin tan ít trong nước nhưng tan tốt trong dung dịch HCl.
phenylamin C6H5 NH2 tan ít trong nước là đúng, nhưng tan tốt trong dịch HCl. Chú ý, bình tĩnh. Thằng này có tan ít trong nước không ạ? Sai ạ, thằng này nó phải không tan trong nước chứ không phải là tan ít trong nước ạ. Được chưa? Đấy nhá, vậy chú ý nhá. Vậy ở đây chúng ta có này, IB đúng, IC đúng, IG đúng, trùng ngưng mà, IE đúng. Vậy ở đây chúng ta sẽ có 1, 2, 3, 4 nhận định đúng. Đáp án đúng là đáp án A. Ui, nhiều cháu comment đúng thế, rất tốt. Chính xác. Hiểu chưa nào? Câu số 27 nhá. Chúng ta sang tiếp theo câu số 27. Đề minh họa Trung học Quốc gia năm 2017. Câu 27, đề minh họa Trung học Quốc gia năm 2017. Cho các phát biểu sau. Cho các phát biểu sau. Số phát biểu đúng là, đề bài bảo là số phát biểu đúng nhá. Thủy phân vinyl acetate bằng NaOH thì đun nóng thu được natri acetate và formaldehyde. Xem nhá. Vinyl acetate CH3 COO CH nối đôi CH2 mà cộng với lại NaOH đun nóng thì thu được gì? Gạch chéo đây phát. Thu được CH3 COONa cộng với cháu này là gì? Cháu này nhá là CH3 CHO. Vậy đúng là thu được natri acetate này. Được chưa? Và formaldehyde là sai, anh này là aldehyde acetic chứ không phải formaldehyde. Đây là anhydride acetic, vứt. Được chưa? Vậy A sai. A sai nhá. B này. Polyethylene được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng. Để chúng ta nhìn đây. Polyethylene là PE. Đây. PE đây. Đây này, polyethylene này. Chúng ta nhìn xem nào. Đây là polyethylene nhá. Đúng là trùng ngưng không ạ? Đây là trùng hợp ạ, chứ không phải trùng ngưng ạ. Có nối đôi CC thì nó phải là trùng hợp ạ. Vậy là trùng hợp. Trùng hợp chứ không phải trùng ngưng, sai. Gạch B. Ở điều kiện thường anilin là chất khí ạ. Xem này, anilin là C6H5 NH2. Nó là chất lỏng chứ không phải chất khí ạ. Bỏ ngay đáp án C đi nhá. Tiếp tục, cellulose thuộc loại polysaccharide. Đúng rồi. Thủy phân hoàn toàn albumin thu được alpha amino acid. Chính xác, bởi vì albumin chúng ta là các gì? Protein đơn giản. Protein đơn giản. Mà như chú Minh vừa mới ghi lúc nãy thì protein đơn giản thì luôn luôn được cấu tạo được bởi chỉ tạo bởi từ các alpha amino acid. Đây các cháu nhá, được chưa? Ở điều kiện thích hợp, triolein tham gia phản ứng cộng hydro. Chính xác. Triolein đây, C17H33 COO tất cả 3 lần C3H5 thì thằng này ăn 3 hydro để tạo thành tristerin C17H35 COO tất cả 3 lần C3H5. Ok chưa? Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án gì? Mấy nhận định đúng đây? 1, 2, 3. 3 nhận định đúng. Đáp án đúng của chúng ta là đáp án A. 3 nhận định đúng các cháu nhé. 3 nhận định đúng. Ok. Dễ không? Dễ không? U rồi, sang mặt cuối còn kinh nữa. Câu 28, đề minh họa năm 2017. Câu 28, đề minh họa năm 2017. Các cháu chú ý nha. Thực sự chú ý vào đây. Những cái câu này, những câu đếm nhận định rất là kinh, nó tương đương với những câu đếm nhận định trong cuốn sách 2000 câu trắc nghiệm hay sai của chúng mình ấy. Cho các phát biểu sau. Polyethylene được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng. Polyethylene được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng là sai, vừa nãy chúng ta biết rồi. Polyethylene CH2 nối đôi CH2 thì nó phải là trùng trùng hợp rồi. Ở điều kiện thường thì anilin là chất rắn. C6H5NH2 nó là chất lỏng chứ không phải là chất rắn. Tiếp, sai tiếp. Tinh bột thuộc loại polysaccharide. Đúng. Thủy phân hoàn toàn albumin của lòng trắng trứng thu được alpha amino acid. Đúng. Ở điều kiện thích hợp, triolein tham gia phản ứng cộng hydro chúng mình vừa viết sau. Đúng luôn. Vậy đây mình có C, E, F, 3 nhận định đúng. Đáp án đúng của chúng ta là đáp án A các cháu nhỉ. Đáp án đúng là đáp án A. Ok, sang câu 29 để chuyên vinh lần 3 năm 2019. Nhìn kinh không? 29 nhá. Là chúng ta cùng cân câu 29 là xem nó dã man con ngàn như nào, kinh điển như nào. Este thì có nhiệt độ sôi thấp hơn axit và ancol có cùng số nguyên tử carbon. Đúng không? Đúng, bởi vì axit và ancol thì nó có liên kết hydro. Và bởi vì nó có liên kết hydro nên là thằng este sẽ có nhiệt độ sôi thấp hơn, là chính xác. Ok. Dầu ăn và mỡ bôi trơn có cùng thành phần nguyên tố. Dầu ăn, cái này phải hỏi bọn con trai nhá. Dầu ăn gồm có carbon, hydro, oxy bởi vì nó là triete mà. Mỡ bôi trơn là các hydrocarbon thì nó chỉ có C và H. Được chưa? Thì không phải là có cùng thành phần nguyên tố được nhá, khác thành phần nguyên tố. Tên thay thế của amin có công thức phân tử là CH3 tất cả 3 lần N là trimetin amin. Tên thay thế nhá. Tên thay thế nó là triamin, trimetin amin là đúng hay sai? Đúng chưa? Là sai. Được chưa? Là sai, các cháu chú ý nhá. Là sai, bởi vì làm sao? Bởi vì thằng này thì nó tên thay thế của nó
cái trimethylamine này là tên gốc chức ạ, là tên gốc chức nhá, chứ không phải là tên, chứ không phải thể phải là tên, không phải là tên thay thế, được chưa? Ba sai. Ok, câu số 4 này. Dung dịch 37 40% formaldehyde trong nước là formalin, còn được gọi là phóc môn, được dùng để ngâm xác động vật thuộc da tẩy uế diệt trùng. Cái này là nó ở trong phần mà kiến thức lớp 11 đấy, ở bên trong sách lớp 11 nhá, trong cuốn sách hữu cơ lớp 11 của chúng mình có nhá. 4 đúng. Các chất cocaine, amphetamine, heroin, morphine là những chất gây nghiện hết sức nguy hại cho sức khỏe con người. Xem nào, là những chất gây nghiện hết sức gây hại cho sức khỏe con người. Chúng ta xem có đúng không nhá. Nào, chúng ta xem có đúng không nhá. Nhìn nhá. Cocaine này gây nghiện, đúng rồi. Amphetamine gây nghiện, heroin gây nghiện, morphine cũng gây nghiện. Vậy hết sức có hại cho cơ thể con người, đúng. Chính vì vậy nên là morphine người ta chỉ dùng với hàm lượng ít thôi. Được chưa? Vậy là mình có là 1 đúng, 4 đúng, 5 đúng. Vậy mình có là 3 nhận định đúng nhá. Đáp án đúng của chúng ta là đáp án A. À, 3 nhận định đúng các cháu nhá. 3 nhận định đúng. Ok. Xong, câu bót của tối ngày hôm nay. Mấy đứa kêu không có bài tập. Nhìn câu này là lóe mắt luôn. Nhìn câu này là mẹ chết mắt luôn. Đề Trung học phổ thông quốc gia năm 2018. Đề Trung học phổ thông quốc gia năm 2018 đây. Cho sơ đồ phản ứng theo đúng tỷ lệ mol. Cho sơ đồ phản ứng theo đúng tỷ lệ mol sao? Cho biết X là hợp chất hữu cơ có công thức phân tử, được chưa? X1, X2, X3, X4, X5 là các hợp chất hữu cơ khác nhau. Phân tử khối của X5 là. Thế cái này bây giờ phải nắm được phương trình ạ. Nếu mà sorry, chết rồi. Cảm ơn Lê Quang Linh. Ủa, đề bài hỏi phát biểu sai ạ. Cảm ơn Lê Quang Linh. Chúng mình đi chọn phát biểu đúng. Ok, thank you cả nhà. 1 2. Vậy ở đây chúng ta có hai nhận định sai nhá. Chúng ta có hai nhận định sai và đáp án đúng của chúng ta nó phải là đáp án D. Thank you cả nhà, thank you cả nhà. Đấy chưa? Nhận định sai. Cảm ơn cả nhà nhá. Mình sang câu 30 nào. Mình sang câu 30. 30 nhá. 30 nhá. Nhìn kỹ này. 30 bot của tối ngày hôm nay. 30 bot của tối ngày. Ở đây chúng ta phải nhìn được thằng mấu chốt. Thằng mấu chốt là phản ứng C. Được chưa? X3 cộng X4 tạo thành polyethylene tere phthalate. X3 cộng X4 tạo thành polyethylene tere phthalate. Vậy ở đây chúng ta nhìn này. Đây phương trình tạo thành polyethylene tere phthalate đây. Đúng chưa? Nó đi từ axit tere phthalic với ethylene glycol. Thế thì bây giờ chúng mình viết xuống đây. Axit tere phthalic nó sẽ là C8 đúng không? 6 cộng 2 là 8 này. H6O4 đúng chưa? Cộng với lại ethylene glycol là C2H6O2. Được chưa? Đấy nhá, đấy là để phương trình tạo thành polyethylene tere phthalate. Được chưa? Vậy này chúng ta nhìn thấy này, X1 cộng H24 tạo thành X3, vậy X3 chúng ta nó phải là axit. Được chưa? Được chưa? Ok chưa? Vậy thì hoàn toàn ở đây nó là axit nhá. Được chưa? Đây nó là axit này. Thế thì tiếp tục ta có này, X3 này. X3 này. X3 ở đây chúng ta nó là C8H6O4 nhá. C8H6O4 bởi vì nó là axit mà. Nó là axit mà. Được chưa? Thế còn C2H6O2 này thì nó là gì? Đây nó chính là X4. Vậy X3 là C8H6O4. Ok? C8H6O4 nhá. Vậy X3 là C8H6O4. Được chưa? Bây giờ nhìn kỹ này, với phương pháp giải của chúng mình này các cháu nhìn thật kỹ này. Bước 1 đi bảo toàn carbon, C8, được chưa? Bên này không carbon, bên này không carbon. Vậy anh này là C8. Ok chưa? Nhìn tiếp H này, H6 này. H6 mà trừ đi 2 thì chỗ này là H4 này. Gốc SO4 với gốc F4 giữ nguyên này. Được chưa? Đây là vậy là thằng này là O4. Đếm nắp đi này, đây là Na2, được chưa? Vậy Na2. X1 là C8H4O4 Na2. X1 là C8H4O4 Na2. Vậy hoàn toàn tới đây mình biết được là thằng X của mình là C9H8O4. X là C9H8O4. Vậy đến đây mình đi bảo toàn carbon này. 9 này trừ đi 8 này, vậy X2 còn 1 carbon. H8 cộng với 2H là H10. H10 trừ đi 4 thì còn 6. 6 trừ đi 2. 6 trừ 2 thì còn 4, CH4. O4 cộng với O2. O4 cộng với O2 thì là O6. O6 trừ O4 thì còn là O2, O2 trừ đi 1 thì còn O. Vậy X2 chúng ta là CH4O. Được chưa? Vậy suy ra bình được này, X3 này. X3 chúng ta biết rồi. Đây X3 đây. X3 là C8H6O4. C8H6O4 cộng với 2 thằng X2. 2X2 đây mình tìm được là CH4O. CH4O. Để tạo thành X5 cộng với lại hai hàng nước, đúng chưa? Để tạo thành X5 cộng hai hàng nước thì các cháu nhìn kỹ năng nhá. Mình đi bảo toàn phân tử thôi, phân tử khối mình có này. 12 x 8
cộng 6 cộng 16 nhân 4. Quét anh này bằng 150. Cộng với 2 nhân với phân tử khối này. 2 nhân với 12 cộng 4 cộng 16 bằng 32. Thì bằng x5 cộng 2 nhân với phân tử khối của nước là 18. Được chưa? Vậy hoàn toàn tới đây chúng ta tìm được x5. Được chưa? Hoàn toàn tới đây chúng ta tìm được x5. 150 này cộng 2 nhân 32 này trừ 2 nhân 18 này. Được chưa? Nhìn kỹ lại nhá. 150 có xem chúng mình bấm có nhầm không nhỉ? 12 nhân 8 cộng 6 cộng 16 nhân 4 bằng 166. Ôi giời, ông bấm nhầm. 166. 166 cộng 2 nhân 32 trừ 2 nhân 18 bằng 194. X5 bằng 194 các cháu ạ. X5 bằng 194. Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án. Đáp án đúng của chúng ta là đáp án